Bây giờ thì mọi thứ đã đi đến gần như hồi kết đúng không? Tại vì mọi thứ couple đều anh chị nhá, kiểu còn mỗi Trem ở đây, các bé có cái vấn đề đấy, bé chưa thể nói chung là vấn đề gia đình thôi. Trem thì concept của bé là xoay vấn đề gia đình. Yeah, để ta xem vấn đề của bé gì. Let's go. Yeah, hai bé sẽ có một cuộc nói Rồi chuyện nó tao. deep đúng không? Em. Name có vẻ là người thích hợp Đúng rồi à. cho cuộc nói chuyện này. Để Xem vấn đề của bé là cái gì. nó còn đi. Cú lừa sẽ đừng tham không cửa. Chọn phút. Anh sẽ bài chạy ra. Sẽ liệt lại. Cùng út nào đó Đúng đấy cậu. Nếu đã chọn lại thì cưng nên nói ngay từ lâu đầu. lũ cơ mình ra có bằng lương mình mới đủ cho phu dạng này Yeah, bé Nim. đẹp này Bé Nim ở đây tại vì phu thế đâu cho rู้ สึก đi cứ hay đi chúng ta có một cái sự tương đồng giữa hai thế bé ở á đây. thằng năm nặng là chém lâu cơ nên khi chạm cụt Yeah. Tại vì còn tao mới rủ hơn Chem nó đang không muốn nói vấn đề của nó đúng không? Thì giống Nem ngày xưa. nó sẽ dù cho thỉnh mới lại quân khi đó là sẽ chạc lại con này Bitch, Nim nó đã trải qua cái này, nghe lời bé đi. mình cũng đã sẽ chạy ta thỉnh quan sức thái nếu lâu nhiều cả đây bỏ không rู้สึก Chính xác như vậy cơ. Thế nên bắt đầu nói đi cơ. Vấn đề gì? Dù bất cứ chuyện gì, thông điệp của bọn mình là bạn. Yes, thế nên thang xem sao yeah, Nim nó đã trải qua điều, Nim nó đã đi qua cái vùng đất này phải không? Bé sẽ dẫn cưng đi. Đừng ăn cái quả táo màu tím ở trên cái cây kia nhé. Và đi sát theo bé là một chuyện dễ ổn thôi. học quân mình đâu ấy Ủa? Vẫn không nói. What? Chuyện gì nhỉ? Ai bỏ rơi bé hay gì? Hiểu, thấy mà chuyện bình thường mà. Đi chạy đi con cậu không được Đám cưới à bỏ của chúng chị lên của bỏ chúng lên Trem. Ôi sao có ít người đến ôi vậy? ấy to hơn nhớ lời nè đúng không nè hỏa Các bé còn lại đâu? em เติบโตมาในครอบครัวใหญ่ค่ะที่มีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขจนพวกเราแทบไม่เคยได้รู้จักกับคำว่าเสียใจจนวันที่พวกเราเสียอากงไปค่ะเดี๋ยวนี้แล้วอากงอยู่ไม่ทันงานรับปริญญาของแชมป์ด้วยเนาะÔng mất. Cái ông mất này là một cái kiểu à? หลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็เสียลักกี้ไปจำได้ไหมคะไอ้หมาปองตัวเล็กๆที่ชอบวิ่งไปThế วิ่đúng งมrồi. าเห่าดังๆอะค่ะÔng mất. Con chó Lucky mất. แต่ก็นั่นแหละค่ะบ้านของเราต่อสู้กับคำว่าเสียใจด้วยคำว่าไม่เป็นไรมาตลอดป้ากับม้าเอ็มรู้ค่ะว่าทั้งสองคนพยายามให้เอ็มกับแชมป์ห่างไกลจาก
ความเสียใจห่างไกลจากความทุกข์พยายามที่จะไม่ให้ครอบครัวของเราเสียใจมีความถึงเยอะแก่ชื่อของอ้อมมีความชื่อของชอแล้วก็เดินด่านให้เอมกับแชมป์มีแต่ความสุขมาดูเวอร์แชมป์ gia đình แชมป์นี่ทำอะไรเกี่ยวเนาะขอบคุณคำว่าค้านักนี่ไม่เป็นไรของป้าของม้านะcá cái ổ cá muối hay cá ngâm gì đấy mà ông thích nhất á, hay ông hay làm á. Cái chết của ông tác động khá mạnh đến Cham. Mình không nghĩ là mạnh thế đâu nha. Em nhớ xong mình ăn hỏi mà ông cá ngon đến mức khóc luôn bạn ạ. Tưởng kiểu con vẫn chưa có người yêu mà như bạn của con mẹ thậm chí mà nó còn sắp cười. Đi vậy anh này à, có không hỏi bánh cười này tháng thì làm mấy con quán anh đi bánh cười này happy birthday này khóc quên á happy birthday. Đồng hồ cát á. เวลาที่เหลือเราฝากไว้กันเองไงว่าว่า rồi mày romantic จังsao cậu tiến lãng mạn vậy? Thích không? Thích không? Thích thích nhầm rồi. Ủa? ที่ฉันคิดถึงนี่น่ารอให้อยู่ในทุกคราวที่ฉันเคยได้ฟ้องเขา
Đây mới là món quà chị. Gặp bạn đi mà. Đi em sẽ bên này á. Gặp bạn. Dù còn thương cho mày em. Ừ. Đi sao bỏ. Ừ. Đi sao bỏ. Đi sao bỏ. Wow, cái này năm người bạn thân, câu chuyện bắt đầu vẫn tiếp tục. Cái này là cảnh đầu tiên của sao này. Can be cop. Phải chuyển tên, hạ thời gian gặp ba đi xã Trường Sơn hơn mạnh hơn. Họ bên huống của mẹ. Can be cop vẫn ở lại quê nhà thêm trước khi sang Mỹ. Ok. ใช้สัญญาใจในการใช้ชีวิตคู่เพิ่มเติมคือกดเล็กๆน้อยๆครับพี่พวกเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันจะเล่นโซเชียลให้น้อยลงต่อให้ไวขึ้นถ้ายังไม่ว่างให้ไปเว้นแฮปปี้ก็เปิดอีสอร์ทเล็กๆครับอยู่กับพี่ชมพู่ในไร่โรแมนติกสุดๆไปเลยนะครับคู่นี้นักเน็ตเวอร์ชันพูดที่เหมือนรีสอร์ทไปเรื่อยอ่ะ mọi người đều kiểu tiếp tục làm bác sĩ à? Oh my god. Người yêu cưng đây Stram. Shit. Oh my god. Cái nhóm này toàn BD vậy các bạn. Lâu về cà phê lịch lịch lên nám. Wow. Khi nào lên tổng cảnh cùng gần toàn ấn nơi này. Bốn đứa BD các bạn ạ. Trong một cái nhóm 5 người. Wow. Em và Nim thì mở quán cà phê bên sông. Ủa cái nhóm này hay ho vậy các bạn. Bốn đứa BD trên 5 đường. Chắc chắn phải có vấn đề gì với nguồn nước của cái làng này. Tình yêu được viết bởi tình yêu. Deep quá. Sâu đến mức bới không thấy luôn á. Cảnh này là cảnh đầu tiên chúng ta thấy khi vào phim này. Phải khác đặc biệt á. Đây là gần với golf. Hồi đại học các bạn ạ. Nó gần 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 g
ว่าไงใช่ไปตื่นเต้นกับปวดทัดรุ่นนะคือตอนนี้มันก็ปี2012แล้วอะคือถ้าแบบเพิ่งจะคบกันอะก็ไม่ต้องคงเป็นเรื่องปกติว่ะคบกันหน่อยยิ่งใหญ่นะก็พ่อรู้แม่รู้เพื่อนก็รู้แต่เหลืออย่างเดียวนี่แหละทำยังไงให้กฎหมายรู้เนี่ยทำอะไรก็ถ้าปีพ.ศ.2555เนี่ยยากแต่ถ้าในอนาคตอีก10ปีอะไม่แน่เราจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันเราวันนี้เหมือนเกี่ยวkết hôn dưới pháp luật đi từ ngày này rồi các bạn ạ, từ lúc vẫn đang học đại học và có cái ước muốn đấy. Cái này hay muốn được chính phủ công nhận kiểu đóng dấu các con đã kết hôn. Yeah. Không quan trọng lắm nhưng mà đó là ước muốn của bà ấy thôi. Tập cuối mọi thứ đều trên tốt đẹp, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp các bạn ạ. Yeah. Tram thậm chí what tram của một bé dai kiểu nướng một miếng thịt tươi mà bé đã nhấn thử xem da yeah, và thịt mềm và bé đã ok, nói chung là mọi thứ trở nên tốt đẹp. Chẳng không có ai có vấn đề gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ đều kết thúc một cách nhẹ nhàng. Nói chung cái phim này thì nó là nhẹ nhàng thế thôi. Thì chúng ta có một cái sự happy ending amazing. Tại vì nó nói những cái vấn đề nó khá là cuộc sống ấy. Thế nên nó hơi nhạt đúng không? Nhưng mà thực sự là nó nói những vấn đề của cuộc sống ấy là nó không drama lắm ấy. Thế nên là mình sẽ cảm thấy nó hơi nhạt, rất phù hợp với những cái bé kiểu thích chiêu chiêu hơn mình thì sẽ thích kiểu hôn hàn lén hôn nhau ở thư viện ấy. Thì nói chung là ok, nhưng mà cũng là một trải nghiệm ok.